của cả vùng. Đó là một xã hội thu nhỏ, một cuộc trưng bày sinh động nhất về sản vật và đời sống của cư dân địa phương. Lấy đường ở đây ra đây. Trái thốt nốt, một loài cây biểu tượng của đất nước Campuchia, trồng được cả ở vùng này. Trái dùng để ăn, còn nước lấy từ đọt cây thì dùng để làm đường, kẹo, bia và rượu. Trên bờ sông Hậu có cả một huyện mang tên loài cây nổi tiếng này mà người phương Tây quen gọi là cọ ngọt. Tuy nhiên, dãy hàng làm mê mẩn khách phương xa chính là khu vực này. Trên trời, dưới cá, chỉ nhìn thôi đã có thể hình dung được sự quyến rũ như thế nào trên các bàn ăn. Tất cả đều đã được chế biến thành khô hoặc mắm, có thể bảo quản lâu dài để sử dụng dần. Mùi thơm ngào ngạt, béo ngậy, rất đặc trưng của hàng trăm loại sản phẩm được chế tạo rất tài tình, tạo nên một sức hấp dẫn kỳ lạ. Chúng không chỉ rất phong phú về chủng loại mà còn dồi dào về sản lượng. Chỉ một loài cá linh thôi đã có thể dùng để ăn ngay, để làm mắm chao, làm cá muối, nấu nước mắm, thậm chí nấu dầu làm phân. Cái này cá chốt có 16.000 à, con cá tràng mới mắc tiền. Cá chốt nè, cái này cá lóc nạc, cái lê, cái này mắm thái nè, cái này mắm lóc. À, còn hai cái này cá sặc, 2 ký bạch ngân ký. Thêm 2 ký nè. Cá linh, cái này cá linh. Đặc sản cho đốc nấu lầu bún mắm, lẩu mắm rồi đó. Ăn đi ngon lắm. Cái đó là tuyệt diệu luôn á. Sức tiêu thụ loại sản phẩm này rất mạnh bởi giá trị dinh dưỡng cao, rất tiện dụng, hương vị quyến rũ, dễ chế biến và đặc biệt giá khá rẻ so với hàng tươi sống. Đây vừa là loại thực phẩm của giới bình dân, vừa là đối tượng của dân ăn nhậu sành điệu. Cái chẽm đó anh. Cái chẽm đấy hả? Cái chẽm đó. Mắm hay khô? Cái này là mắm. Mắm cái mắm sầu. Những chú tôm càng nước ngọt này là sản phẩm của cách nuôi đăng quần trên sông. Vào mùa hè, khoảng từ 500 đến 1.000 hecta đáng lẽ trồng lúa bắp bên thì được dành để nuôi tôm theo mô hình một vụ lúa, một vụ tôm rất hiệu quả. Làm mắm hả? Không có làm mắm mà về nặng chanh là trộn này kia, chanh đường rồi đó. Bạn sẽ liên tục ngỡ ngàng trước hàng loạt giống loài lạ lẫm mà chỉ người trong vùng mới biết. Bông lau là loài cá rất quý hiếm, chỉ ở vùng Dàm Nao mới có. Rất ít người phân biệt được bông lau với ba sa hoặc cá tra. Người ta ví dòng nước Mekong như một chàng lãng tử, mãi miết ngao du quên hết sự đời. Khi tới vùng Châu Đốc, nó chợt bừng tỉnh để hiểu rằng cuộc hành hương đã sắp tới hồi kết thúc và cần phải có thêm cái gì đó để lại cho đời. Vậy nên cái bến nước nên thơ lãng mạn này mới ra đời để minh chứng cho mối lương duyên tuyệt vời giữa con người và tạo hóa. Nước sông xanh sao lại chảy hoài, thương người xa xứ lạc loài đến đây. Chúng tôi chợt nhớ đến nỗi niềm của những lưu dân xưa khi nhìn thấy một vùng sông nước cũng mênh mang như lòng hoài nhớ cố thổ, hằng khắc khoải trong tim họ. Gặp mùa lũ, những kẻ ra đi từ dải đất hẹp miền Trung khô cằn ấy hẳn phải choáng ngợp trước một khoảng không vốn đã mênh mông, lại được dòng sông chan tràn nước lên một diện tích rộng đến 1.400.000 hecta. Giờ đây, sau 3 thế kỷ khai phá, đất Đồng Tháp được điểm hồng bằng những giọt mồ hôi, những giọt máu của nhiều thế hệ. Sau nhiều cuộc hóa sinh, đã kết thành những đóa hoa an lành tỏa hương giữa mênh mông sông nước. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, loài hoa biểu tượng của sự thanh khiết này cũng xứng đáng là biểu tượng của một vùng đất vô nhiễm, vì đều đặn được dòng sông dâng nước tẩy sạch hàng năm.
Đường vào xẻo quýt như là con đường trở ngược về quá khứ. Lại một lần nữa, chúng tôi băng ngang dòng chảy của con sông Mekong. Nhưng lần này, chuyến đò ngang là cả một khối sắt thép. Mặt sông vẫn tất bật với sinh hoạt thường nhật của nó, tiếp tục thản nhiên trước sự đeo đuổi dai dẳng của chúng tôi. Những người từng tận mắt chứng kiến cảnh dòng chảy đồ sộ này sinh thành từ những giọt tuyết ban sơ. Sau bao thác gành trắc trở, giờ đây với phù sa quyện đặc, con sông sẽ giữ mãi phong thái hiền hòa này cho đến hết cuộc hành trình của nó. Từ cuộc giao hòa giữa dòng Dàm Nao, hai con sông Tiền và Hậu lặng lẽ xa dần nhau, bởi chúng đã có lời hẹn về cuộc hội ngộ giữa Biển Đông. Riêng sông Tiền từ Tân Châu sau ba lần tách nhập lại vẹn nguyên một dòng khi chảy qua Cao Lãnh, một địa danh hiếm hoi có xuất xứ là tên người chứ không phải từ ngôn ngữ Khmer. Cái thị xã nằm sát Đồng Tháp 10 mênh mông này xa xưa đã là một đô thị sầm uất, nay là trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Tháp. Hơn nửa thế kỷ trước,